Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên bán những cái dòng xe VinFast Fadin từ thời bán những chiếc Fadin chương trình tri ân Hải Phòng các bác nhá. Còn bây giờ thì bên em chuyển sang xe lướt với xe cũ rồi. Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong, con này thì sản xuất năm 2021 luôn. VinFast Fadin bản Plus, vâng, màu xanh này là zin nguyên bản nhá, sơn đều là sơn zin, bao zin toàn bộ cho các bác luôn. Con này thì chính chủ biển số thành phố Ninh Bình 35. Và những ai mà yêu thích cái dòng VinFast Fadin thì thực sự các bác là bây giờ mua xe mới thì giá nó không rẻ đâu. Vì hết tháng 5 thì là cái giá của VinFast Fadin lên tầm khoảng hơn 450 rồi. 450 với bản Plus luôn. Thế nhưng mà tại Vũ Duy Ô Tô thì em bán giá thì nó hơi loanh quanh giảm giá cho các bác gần 100 triệu đồng với mẫu xe này luôn cho các bác nhá. Tội gì mình phải mua 2022 với cái giá 450 triệu. Bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền mà chưa đến 100 triệu. Mà mặc dù là các bác thích trả góp thì có thể là trả góp cho các bác luôn. Đấy, chỉ cần bỏ ra số tiền 100 triệu các vẫn trả góp được chiếc xe VinFast Fadin này các bác nhá. Và chiếc xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có 5 lít 8 100 cây thôi. Với mức tiêu thụ như vậy thì đây cũng là một mẫu xe quốc dân dành cho những người có gia đình gọi là điều kiện vừa phải, kinh tế vừa phải, muốn đi có một chiếc xe vừa bền lành vừa ấm cúng. Và thực sự đây là một dòng xe thiết kế đỉnh của lòng chảo luôn. Với cái mức bán hàng những tháng 7, tháng 8 năm 2021, những chiếc xe này bán đến phải nói là gọi là đứng thành top luôn của Việt Nam luôn. Và trong năm đó thì những cái dòng Fadin này phải nói được nhiều người người ta sử dụng luôn ạ. Vâng, những mẫu xe bán rất chạy tại thị trường Việt Nam luôn. Và cũng cảm ơn bác Phạm Nhật Vượng đã đưa mẫu xe này đến với Việt Nam. Một chiếc xe mà đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023 thưa các bác nhá. Còn rất là dài, xe thì bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng, sơn bao zin. Đấy, sơn zin còn nguyên luôn, 100% là sơn zin. Xe thì nói chung là cái thiết kế của xe thì các bác biết rồi. Còn về phần chất thì bây giờ em chỉ gọi là sơ qua về những cái phần mà xe nó vẫn còn thôi. Hệ thống đèn halogen công suất cao, vừa phải, bầu đèn to, căng, khả năng tăng sáng tốt và không bị chói mắt như đằng trước. Đằng đèn dưới thì người ta sử dụng đèn công nghệ bóng tóc thôi. Cái chất đèn thì vừa phải nhưng mà khả năng chiếu sáng tốt. Phần nhựa cản của xe thì không có chảy xước các bác nhá. Nhựa cản không chảy xước, không biến dạng, không cong vênh. Đấy. Tôn vỏ xe thì rất là căng, màu sơn xe màu xanh thì khá là bắt mắt nhá. Vâng, con này phải nói thực sự là một chiếc xe lướt luôn. Chủ đi giữ gìn, rất là cẩn thận. Đăng kiểm dài, 4 quả lốp Continental 2021, lốp 18555 với vành la răng 16 inch. Và vành la răng phay này là bản Plus, bản nâng cao ấy thì mới sử dụng vành la răng này. Còn vành la răng đúc thì sẽ dành cho cái bản bay nhá các bác nhá, là bản tiêu chuẩn. Cua lốp sạch sẽ, đây các bác nhìn là cua lốp đẹp luôn này. Đấy. Xịn sò ngon lành luôn. Đấy, cua lốp rất đẹp luôn. Đấy, còn tôn sườn thì khỏi chê rồi. Xe bao zin nữa các bác mà. Vâng, con này chỉ nói về độ chất thôi chứ còn và các trang thiết bị của xe thì gần như là mới tinh. Vô lăng đấy, vẫn còn mới nhá. Vô lăng mới, lăn bánh 1.8 zin. Đây 1.8 đồng hồ còn nguyên này. Đấy. Vâng. Đây các bác này, đồng hồ còn nguyên nhá. Đấy. Và không hề có lỗi lầm, tất cả các chức năng của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Kính này, gạt mưa, gạt kính các thứ đầy đủ luôn. Đấy. Và cái dòng này thì đi thì nói thật các bác là những ai mà đã đi rồi đấy thì khẳng định với các bác luôn là độ chất khỏi bài bàn luôn. Gạt mưa sau cũng có này. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy. Vâng, và nội thất của xe là nội thất ghế da cao cấp nhá. Và cái dòng này ghế da của lỗ thoáng khí trông rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Sàn của xe thì đã cái bộ sàn này nên trị giá gần hơn 5 củ ạ. Vâng, toàn bộ sàn xe đã được lót bọc hết là sàn 6D rồi, hơn 5 củ với một bộ sàn xe đẹp như thế này. Đấy, và cái dòng này thì màn hình là màn hình zin nguyên hãng rồi các bác nhá. Màn hình zin nguyên hãng. Đấy, xe chất khỏi bàn luôn. Gương kính cụp xe điều khiển điện đầy đủ. Đấy. Vâng. Một dòng xe rất là cao cấp, có xi nhan tích hợp trên tay gương. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, bốn cánh kính điện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên là chiếc xe này thì có một cái điểm trừ, đó là chủ chưa dán phim cách nhiệt. Em thấy là lạ, bảo làm sao mà bác lại không dán phim cách nhiệt với chiếc xe này. Đấy, đấy, chưa dán phim cách nhiệt luôn nhé. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Bản là sơn xi keo chỉ bao zin. Đấy, xe thì gọi xe lướt rồi, khỏi chê cái gì rồi. Đấy, tem nhãn đầy đủ luôn này. Đấy, vâng. Và keo chỉ này. Đấy, lớp sơn zin nhìn nó đã khác rồi. Vâng. Độ bóng nhìn nó cũng khác hoàn toàn luôn. Đấy. Dòng này thì được cái là không gian phía sau cũng tương đối là rộng. Tuy nhiên là so với dòng Y10 thì thua một chút thôi.
Nhưng mà được cái là máy số khỏe và dòng này thì đi rất là lành bền. Vâng, ở thị trường miền Nam thì rất nhiều người đi rồi, đặc biệt là khu vực Hải Phòng nhà em thì xe VinFast Fadin thì bản này thì gần như là đi như là lợn con ở Hải Phòng luôn á, rất là nhiều luôn. Đấy, lốp dép dày, đấy, đều là lốp mới tinh này, đấy, lốp mới dày khự luôn. Đấy, xe lăn bánh 1.8 mà lốp nó còn như thế này mà. Vâng, là cốp sàn đằng sau đây, khoảng để đồ rất là rộng rãi luôn, đấy, rất là nhiều đồ đạc. Các bác nhìn ở bên này, đấy. Tất cả các chi tiết của xe thì đều là zin hết rồi. Ốc chưa tháo mở một lần nào luôn. Đấy. Vâng, thực sự là một chiếc xe lướt dành cho các bác luôn. Những bác nào mà thích mua xe mới, sợ với cái giá tiền nó quá cao, các bác có thể là qua Vũ Duy Auto mang tầm 100 triệu đến, xách ngay con xe này về. Chỉ cần 100 triệu thôi, không cần nhiều nhá. Bên em vẫn trả góp ngân hàng bình thường cho các bác. Hệ thống cản sau đây, sơn xi nói chung là nhựa cản của xe thì không có chảy xước luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, nhựa cản không chảy xước, sạch sẽ đồng đều, đèn hậu sáng trắng. Và dòng này thì nó có thêm cả cái giá nóc cho các bác luôn. Đấy, giá nóc trông rất là khỏe khoắn, thể thao. Vâng, không bị thấp gầm như những cái dòng xe i10 Moling. Đó. Nói chung là có thêm hai cái thanh thể thao này thì phải nói là trông cái xe nó tôn căng hơn một chút. Đấy, thế còn tapi đây. Tapi nội thất này. Đấy, các bác nhìn nội thất của xe này, rộng rãi và khá là mới. À, nội thất mới tinh luôn. Và với cái tầm tiền thì bên em Vũ Duy Auto đang bán chiếc xe này với cái giá loanh quanh khoảng tầm hơn 4 đồng một chút thôi. À 3 đồng, xin lỗi các bác. Thế nên là các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Đấy, một mẫu xe quốc dân, xe đẹp, giá thì mềm phải, vừa phải và rẻ hơn xe mới lên cả 100 triệu đồng luôn. Vậy thì không mua thì để làm gì. Đấy, một mẫu xe quốc dân phải nói là khá là ngon, đặc biệt là con này có cái quả máy mà được rất nhiều người ưa chuộng luôn. À, máy rất là ngon, máy GM động cơ máy 1.4 các bác nhá. Đấy, máy đề rất là êm nhẹ, máy khỏe. Đấy, và vòng tua thì thấp, tiết kiệm nhiên liệu rồi. À, camera lùi cho các bác luôn này. Đấy, cam lùi đầy đủ. Đấy, xe thì cứng. Và khoang máy thì tương đối khá là sạch sẽ. Các bác có thể nhìn khoang động cơ của chiếc xe này. Chiếc xe sử dụng động cơ máy xăng 1.4, máy GM xịn sò luôn các bác nhá. Đây, đợi em chống cabo cái rồi cùng các bác xem khoang máy. Đấy, động cơ máy GM này các bác này. Đấy, máy GM, máy nhập nên là các bác yên tâm về chất nhá. Riêng chất của máy GM thì nó đã đứng đầu thế giới rồi. Đấy. Dòng đứng đầu đấy là phân khúc của Mỹ. Thế còn dầu mỡ thì đầy đủ quá. Dầu mỡ vàng ống sóng sánh luôn này. Và các bác cứ việc là chỉ có đi thôi, không phải làm gì cả. Máy số thì bao zin, bao test hãng cho các bác thoải mái nhá. Và con này thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại hãng luôn. Đấy. Và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm luôn. Mẫu xe VinFast Fadin bản tiêu chuẩn. Đấy. Đấy. Nước là mát, vẫn còn màu cam, nét căng này. Đấy. Tai đèn, bầu đèn đây. Đấy, các bác nhìn này. Bầu đèn nét này, đấy, tai đèn này, đầu răng này, đấy, không có lỗi lầm nhá, sơn xi keo chỉ căng, đấy. Và đây là một mẫu xe tầm tiền giá vừa phải, vừa rẻ vừa yêu thương luôn, đấy. Một mẫu xe quốc dân, giá lành bền, đấy, máy số ngon, gầm bệ chắc, sơn xi tôn quả căng, bao zin cho các bác và bao test hãng cho các bác thoải mái luôn nhá. Đang có mặt tại Vũ Duy Auto với cái giá thì chỉ có 300 một chút thôi. Vâng, những ai quan tâm xin mời các bác đến cửa hàng của em xem xe và thẩm nghiệm. Cảm ơn các bác. Và các bác nào mà ít tiền muốn vay ngân hàng thì các bác cứ gặp em Vũ Duy Auto mang 100 triệu đến đây. Rồi các bác xách xe về. Cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ giật mình tại Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.